Chào các Chào các bạn, bạn, ở ở video video này này mình sẽ mình sẽ hướng hướng dẫn dẫn các các bạn bạn cách cách tạo tạo khung khung tên. tên. Template Template bài bài 9 9 này, này, thiết thiết lập lập template template và và khung khung tên. tên. Yeah. Yeah. Đầu Đầu tiên ta tiên ta mở mở Model Model TK TK lên. lên. Chúng ta Ta sẽ sẽ vào vào phần phần Editor Editor đây. đây. Template Template Editor Editor yeah. yeah. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ tạo một tạo khung khung tên tên mới, mới, được chưa? yeah. Ta Ta vào vào new new rồi, rồi, thì thì chúng chúng ta ta cái cái graphical graphical template template và và texture template, template thì chúng ta chúng ta chọn chọn graphical graphical nhá, nhá, template, template, được chưa? yeah. Ta Ta sẽ sẽ chọn chọn cái cái này, này, được được chưa? chưa? Thì Thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ insert insert một một cái cái file file vào. vào. Trước khi Trước khi insert insert một một file file thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ tạo tạo một một cái cái rule rule cho cho nó, nó, được được chưa? chưa? Thì tạo một Tạo một cái cái rule cho rule cho nó, nó, được được chưa? chưa? Thì Thì ta ta sẽ sẽ chọn chọn phần phần gì gì ạ? ạ? Phần Phần drawing, drawing, được được chưa? chưa? Đây. Ok, Ok, được được chưa? chưa? Thì Thì bây bây giờ giờ chúng chúng ta ta sẽ sẽ chèn chèn cái cái template template khung khung tên tên ở ở từ từ bản bản get get vào. vào. Thì Thì đầu đầu tiên tiên thì thì chúng chúng ta ta phải phải có có chuẩn chuẩn bị bị sẵn sẵn một một cái cái khung khung tên tên ở ở cái cái bản bản get, get, được được chưa? chưa? Ở Ở đây đây mình mình sẽ sẽ được được chưa? chưa? Tạo Tạo khung khung tên tên tại tại bản bản get get đây. đây. Ở Ở đây đây mình mình có có cái cái khung khung tên tên A3 A3 đây. đây. Một Một cái cái khung khung tên tên A3 A3 bất bất kỳ. kỳ. Mình Mình đang đang mở mở lên. lên. Được chưa? Được chưa? Mình Mình đang đang có có một một khung khung tên tên A3 A3 bất bất kỳ. kỳ. Bây Bây giờ giờ mình mình sẽ sẽ phải phải làm làm gì gì ạ? ạ? Phải Phải sẽ sẽ đưa đưa cái cái khung khung tên tên này này về về tỷ tỷ lệ lệ 1 1 1,1, được được chưa? chưa? Bây Bây giờ giờ nó nó không không phải phải tỷ tỷ lệ lệ 1 1 1.1. Và Và mình mình sẽ sẽ xóa xóa cái cái này này đi, đi, mình mình chỉ chỉ lấy lấy mỗi mỗi cái cái template template thôi, thôi, được được chưa? chưa? Nếu Nếu mà mà bạn bạn nào nào block block thì thì x x block block nó nó ra ra nhé. nhé. Bạn Bạn đưa đưa về về cái cái trục trục tọa tọa độ độ đây đây thì thì bạn bạn sử sử dụng dụng cái cái lệnh lệnh MV MV này. này. Setup. Setup. Chọn Chọn low. low. Mình Mình check. check. Chọn Chọn tỷ tỷ lệ lệ 1 1 1 1 đúng đúng không không ạ? ạ? 1 1 này. này. Được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi, tỷ lệ A3 là 420 297 chẳng hạn thế đúng thế không? đúng Thì không? đây Thì cái đây khung cái khung tên tên đây, đây, gọi là gọi để là mình để tìm mình cái tìm gốc cái tọa gốc độ tọa thôi. độ thôi. Thực ra là Ctrl Ctrl Z Z đây đây có có cái cái gốc gốc tọa tọa độ độ đấy đấy thì thì mình mình sẽ sẽ đưa đưa cái cái này này về về cái cái gốc gốc tọa tọa độ độ này. này. Được chưa? Được Mình mình xóa xóa cái cái này này đi. đi. Và Và mình mình sẽ sẽ SC SC nó nó ạ. ạ. Và Và bản bản vẽ vẽ A3 A3 trục trục đứng đứng của của nó nó là là 297 297 đúng đúng không? không? Thì Thì mình mình sẽ sẽ đưa đưa về về là là 287 287 thôi. thôi. Mình Mình sử sử dụng dụng vẽ vẽ một một cái cái đường đường nai nai đây, đây, được được chưa? chưa? 287 287 được được chưa? chưa? Mình AL phát. Phát. Được Được chưa? chưa? Yes. Yes. Được chưa? Được chưa? Thì Thì mình mình có có cái cái khung khung tên tên sẵn sẵn đây. đây. Được Được chưa? chưa? Được Được chưa? chưa? Đây Đây là là một một khung khung tên tên ví ví dụ dụ thôi thôi nhá. nhá. Ví Ví dụ dụ còn còn bạn bạn nào nào ấy ấy bạn bạn chèn chèn ảnh ảnh thì thì các các bạn bạn chỉ chỉ cần cần copy copy ảnh ảnh phát phát vào vào đây đây là là có có cái cái ảnh ảnh này này thôi thôi mà, mà, nó nó không không có có gì gì khó khó cả. cả. Copy Copy paste paste và và phát phát là là ra ra cái cái ảnh ảnh này, này, được được chưa? chưa? Thì Thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ lưu lưu nó nó lại, lại, được được chưa? chưa? Hoặc Hoặc là là lấy lấy thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ tạo tạo ra ra một một bản bản lưu lưu mới mới được được nhá. nhá. Có Có nghĩa nghĩa là là bản bản vẽ vẽ mới mới hoàn hoàn toàn. toàn. Không Không thì thì chúng chúng ta ta tạo tạo một một cái cái bản bản tên tên lưu lưu ra ra một một bản bản mới mới server server add add lại. lại. Mình Mình lưu lưu ở ở 2017 2017 nhé. nhé. A3 khung tên tên A3 A3 két két lần lần 2. hai 2 đi,2 ok đi, được ok chưa? được chưa? Tắt đi. Tắt đi. Đây nó Đây có nó cái có bản cái lần bản 2 2 đây, đây, được được chưa? chưa? Thì Thì mình mình sẽ sẽ insert insert nó nó vào. vào. Insert Insert vào vào phần phần insert insert file file vào, vào, được được chưa? chưa? Thì các Thì các bạn bạn vào vào phần phần model model đây. đây. Các Các bạn bạn két két lần lần 2 2 đây. đây. Bạn Bạn kích kích vào vào đây đây một một cái cái thôi. thôi. Tỷ Tỷ lệ lệ scan scan tỷ tỷ lệ lệ 1 1 1 1 nhá. nhá. Được chưa? Được chưa? Nó ra Ra khung khung tên tên này này được được chưa? chưa? Đây Đây đúng đúng không không ạ? ạ? Nó Nó đang đang bị bị lỗi lỗi phông phông này này đúng đúng không không ạ? ạ? Thì Thì chúng chúng ta ta lỗi lỗi phông phông chúng chúng ta ta chỉnh chỉnh như như nào? nào? Chúng Chúng ta ta kích kích đúp đúp vào. vào. Trước Trước khi khi kích kích đúp đúp vào vào thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ chọn chọn cái cái này. này. Và Và chọn chọn cái cái này, này, chọn chọn cái cái crop crop này. này. Chọn Chọn cái cái ray ray này này phải phải này, này, cho cho nó nó căn căn về, về, được được chưa? chưa? Cái Cái đường đường nét nét màu màu xanh xanh ấy, ấy, nó 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 căn căn về, về, được được chưa? chưa? Còn Còn sửa sửa cái cái này này thì thì chúng chúng ta ta kích kích đúp đúp vào vào đây. đây. À, À, nó nó đang đang block block đúng đúng không? không? Thì Thì chúng chúng ta ta chọn chọn vào vào đây đây và và chúng chúng ta ta ungroup ungroup ra. ra. Ungroup đâu? Ungroup ra. Ungroup Đấy, ra. thì Thì nó nó ra ra phá phá ra ra cái cái này này đúng đúng không không ạ? ạ?
Giờ chúng ta sẽ kích từng vào đây. Liệu cái này là ngày hoàn thành đúng không? Chúng ta sẽ đánh là ngày hoàn thành. Nhưng mà trước khi đánh thì chúng ta phải để cái chế độ gì ạ? Chế độ tiêu chuẩn nhá. Việt Nam 3 nhá, ABC nhá, được chưa? Chúng ta đánh là ngày hoàn thành. Được chưa? Vẽ Việt Kỳ nhá. Đây. Hoàn thành. Được chưa? Đã chỉnh vào đây. Và chọn cái phông chữ này được chưa? Đã chọn 2.0 được chưa? Ok, thường là nhá, những cái chữ phụ là 2.0 còn những cái chữ chính là 2.5 nhá. Được chưa? To quá nhỉ. Chúng ta để là 1.5 đi. Ok. Ok, dạ. Tất cả các này thế chúng ta sửa lại là 1.5 nhé. Và chọn. Được chưa? Nó sẽ căn chỉnh cho nó phù hợp. Đây phần hiệu chỉnh đúng không? Chúng ta sẽ sửa là hiệu chỉnh này. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn phông chữ này. 1.5. Phông chữ nó đồng đều nhé. Đấy. Tương tự cái này chúng ta kích giữ Ctrl chọn liền nút mấy cái, chúng ta kích nút vào một cái chúng ta chọn cái này. Đây được chưa? 1.5 hay 1. À, nó không được đúng không? Nó bắt tọa chọn từng cái một nhỉ. Đấy. Chẳng hạn thế. Modify phát đấy. Tương tự làm tương tự với các cái khác đúng không? Còn đâu ví dụ của các bạn muốn thêm chữ thì đây, kích vào đây, ví dụ đây. Mình xóa cái này đi. Mình ghi là Hùng xây dựng. Được chưa? Mình đánh vào đây. Mình nó đang Arian đúng không? Không đúng không ạ? Mình phải chọn là gì ạ? Chấm VN Arrow đúng không ạ? Kích vào đây này. Chấm này. Được chưa? Chọn 2.5 đi. Được chưa? Ok đi. Ok. Cái lần đen này đúng không? Chúng ta muốn là chính là cái điểm lưới để chúng ta nó bắt điểm mà. Được chưa? Cái lần đen này chúng ta có thể kích đúp vào sửa. Ở đây. Hoặc là chúng ta sẽ vào phần option này, chọn phần read này. Chọn phần này được chưa? Chúng ta đưa nó về 1 chẳng hạn thế đúng không? Chia ra càng nhỏ cũng được hoặc là 0.5 được chưa? Đấy, thì cái này sự đường lưới nó sẽ nhỏ, sẽ bắt điểm nó dễ hơn này. Được chưa? Như thế. Tương tự các bạn sẽ sửa hết các cái này. Nhớ các bạn đã chọn cho mình chọn đây chứ không cần đánh được. Chọn chữ VN Arrow được chưa? Chọn này được chưa? 1.5 này. Được chưa? Ok phát là nó sẽ tự sửa rồi. Được chưa? Chọn cái này. Chọn VN chấm đuôi H này, VN Arrow chấm đuôi H này được chưa? Chọn cái này và chọn 1.5 thôi. Tùy nhá, cái không chữ này các bạn thấy nhỏ quá thì các bạn sẽ cho lên thành 1.6, 1.8 nhé. Thường thì mình thấy là sẽ là 1.8 đến 2.0 các chữ phụ này. Còn các chữ chính nó rơi vào khoảng 2.5. Những cái chữ chính to này. Phần khung ấy tên này. Được chưa? Đấy. Là nó sẽ sửa cho mình. Đấy. Làm lần lượt là nó sẽ sửa hết thôi. Được chưa? Ok. Cái này bị lỗi đúng không? Thì chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta sẽ gõ mới là đơn vị thiết kế đúng không? Gõ sai nhưng mà cho vào đây lại thành đúng nhé. Ta phải chọn này. Chấm phát là nó ra đâu. Chấm 5 thôi. Đấy, làm ok phát là nó ra đường thiết kế đấy, như thế. Này. Công ty cổ phần đấy. Ta chọn cái này thôi. Chọn cái này là 2.0 này. Nó ngoài khung tên nó không được nên là mình sẽ phải cho vào trong đấy đúng không ạ?
tương tự với cái này. Bạn sẽ sửa thôi nhá. Được chưa? Bạn kích vào đây. Khoảng 1.5. Được chưa? Đấy cho mình nhá. Tương tự cái này các bạn sửa lại cho mình hết được chưa? Về phần tên bản vẽ này. Ví dụ cái phần tên bản vẽ tạo biến mới đúng không ạ? Thì chúng ta vào phần tạo biến chữ đây. Đây cái biểu tượng đây. Value field filter này. Rồi ạ, chọn cái gì ạ? Chọn cái attribute này, chọn cái biến total. Đây, total 1 đây, được chưa? Add nó vào cho mình, được chưa? Các bạn kích loop vào đây thì các bạn cũng sửa chữ fill phông đây. Được chưa? Phông là gì ạ? Chấm vn narrow đây. Được chưa? Chọn 2.5 hay 2.0 đây. Được chưa? Nó đang nhiều chữ quá, bạn co vào là 20 này. Cái chiều số lượng chữ này, chiều dài chữ số lượng này, được chưa? Chọn nó về trung tâm này, được chưa? Xong rồi đánh chấm chấm vn narrow. Được chưa? Được chưa? Về 20 này. Số lượng chữ nếu các bạn đánh này về chỉnh cái dòng ngang này. Chắc à, đơn vị là chiều dài số lượng chữ được chưa? Ok, này, nó sẽ vào giữa này. Chúng ta co nó về đây. Được chưa? Chúng ta muốn sửa đó. Đấy. Được chưa? Còn cái biến tên bản vẽ đây thì các bạn tạo cho mình có biến ví dụ như các dòng chữ của nó là kết cấu thép đúng không? Viết tắt đây đúng không? Gạch ngang đây đúng không? Cận kích đúp vào đây, nó đang là Arial đúng không? Thì mình sửa là gì ạ? Như sửa là chấm vn arrow được chưa? Tích là 2 được chưa? Ok đúng không? Nhưng mà tạo cái biến của nó, tạo biến mới đây. Tạo cho nó cái biến này để nó chạy đúng không? Thì chúng ta vào phần user này, được chưa? Chọn phần gì ạ? Command nhé, command nhé. Được chưa? À, được chưa? Ví dụ đặt từ 0.1 đây chẳng hạn thế đúng không ạ? Đây, chấm đây. Vn được chưa? Ok nhá. Đấy, được chưa? Nó đang nhiều đúng không? Các bạn chọn này 5 chẳng hạn, 5 chữ thôi. Thực ra nó chỉ 3 chữ thôi nhưng mình chọn là 5 chữ, được chưa? Chấm được chưa? Cho nó vào diện bên phải vậy chưa? Ok. Được chưa? Chưa. Ok được chưa? Không như vậy là mình sẽ giờ muốn chèn ảnh đây. Chèn ảnh thì các bạn vào phần này. Được chưa? Copy cái file ảnh vào đây. Ví dụ mình chèn cái một cái logo kết cấu vào đây. Mình phải copy vào cái file này được chưa? Ví dụ logo chắc chờ đây. Quét vào đây. Đấy là nó sẽ ra cái logo này thôi. Được chưa? Đấy các bạn new lại. Được chưa? Rồi bạn chèn ảnh vào đây. Nhưng mà trước khi chèn ảnh các bạn phải copy các cái ảnh vào cái phần thư mục này nhé. Ổ cài đặt đây nhé. Được chưa? Ổ cài đặt thì của các bạn ví dụ C này. Đây. Đúng không? Đây. Các bạn vào phần môi trường theo đúng cái đường link này nhé. Được chưa? Gõ command. Được chưa? Gõ vào thôi nhá. Được không ạ? Xong các bạn new xếp lại đúng không ạ? Lưu tên lại đúng không ạ? Ví dụ mình lưu tên vào cái ổ của mình đang vẽ là cái nhà phố đây. Được chưa? Thì mình ghi là khung template A3 được chưa? New lại được chưa? Không, mình tắt đi thôi. Được chưa? Bây giờ vào phần bản vẽ đây. Thì chúng ta tạo cái template mới, tạo khung tên mới đúng không ạ? Mình ghi là khung tên A3 thôi. Đấy nhá, mình làm chậm lại này. Các bạn vào đây đây đúng không ạ? Vào phần drawing đây đúng không? Vào phần drawing property đây, chọn drawing layer đây. Được chưa? Các bạn ghi là khung tên A3 đây. Được chưa? Các bạn sang đoạn áp lại, áp thêm vào đây và kích vào đây, vào phần table đây, được chưa? Cái này các bạn cho nó không khoảng trừ vào này. Tùy các bạn cho theo chiều ngang này. Bên trái bên phải đúng không? Đây độ rộng chiều ngang này, cao là chiều cao này, đúng không? Trừ vào 5. Đây. Được chưa? Bên trên bên dưới được chưa?
Xong bạn đánh là A3. Các bạn add vào khung tên A3 đây, được chưa? Rồi các bạn vào đây. Vào đây thì các bạn tạo khung tên A3 đúng không? Thì khung tên A3 ở đây mình cái template A3 này. Template A3 chưa có nhỉ? Thì các bạn vào phần available được chưa? Thì các bạn sẽ phải vào cái phần vừa lấy cái bạn new cái phần template A3 đúng không? Đây đúng không? Copy của file này, các bạn vào phần attribute này, bạn copy vào đây. Được chưa? Attribute được chưa? Xem nó có chưa? Đây. À, không phải. Đây. Đâu nhỉ? Vừa mình đây 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 đây. Thánh ở đây. Đấy, các bạn click vào đây được chưa? Update được chưa? Thì cái hai cái dòng này nó là cái dòng cái vị trí cái khung template ở đâu, như cái ở trên góc trên này, góc dưới này, nó có nhiều khung tên bản vẽ này, góc bên trái này, góc trên bên phải, góc trên bên dưới này, góc trái bên dưới này, góc trái bên trên này, đây là góc phải này, thì mình sẽ chọn là góc phải này. Thế đúng không? Cái này là cái dòng này là dòng dịch chuyển của theo trục x trục y của trục tọa độ, được chưa? Lên trên lên dưới scan thì lại scan là 1, được chưa? Các bạn apply này, ok, được chưa? Ví dụ các bạn muốn tạo thêm một cái bản, ví dụ khung tên A3 phần bản vẽ GA này. Các bạn đây là khung tên GA, được chưa? Thì các bạn update lại thôi, cũng tạo cái này. Đây, cũng lấy từ cái này và cũng đánh cái này, giờ bên trái bên phải đâu, giờ khung tên A3 assembly đúng không? Họ đánh nào thôi, thêm thôi, đấy đúng không? Rồi các bạn click vào table này, các bạn chọn nó thôi, tạo ra. Đây template lúc nãy mình viết đây, được chưa? Update nó vào. Được chưa? Update rồi, ok. Ấn update. Apply, apply. Apply, update, apply. Ok. App, ok, được chưa? Bây giờ mình sẽ tạo một cái bản vẽ không tên chẳng hạn đây đúng không? Thì vào bản vẽ GA và phần grid đây. Đấy, tạo bản vẽ GA đây. Nó ra cái này đúng không? Kích đúp vào đây đúng không? Vào phần layout này. Vào phần khung tên A3 này. Được chưa? Bạn kích vào đây. Bây giờ vừa đấy mình tạo đây. A3 đây. Modify đây. Nó ra chưa? Đây nó ra cái này đúng không? Nó ra cái khung tên A3 đây. Vừa đấy mình tạo cái template đây được chưa? Đúng không ạ? Modify. Ok, ok. Thì cái này bây giờ nó đang bị dịch chuyển đây đúng không? Nó không đúng vào cái vị trí trung tâm này đúng không? Thì chúng ta dịch chuyển nó như nào? Chúng ta dùng lệnh F chúng ta đo này. Đo nó bạn bật hết truy bắt điểm lên đây. Đây bật hết lên, được chưa? Không phải ấn chuột giữa này. Kích vào chuột giữa đúng vào nút này này. Không phải đo lên đây này. Đo xuống đây là 20 đúng không? Theo chiều y cao lên là 20 đúng không? Còn theo chiều ngang là 10 đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta tắt đi. Nó lưu lại luôn. Được chưa? Nó quay lại về phần bản vẽ này. Về phần property đây. Vừa mình sửa cái khung tên này, này. Vào lại table này. Chọn cái khung tên A3 với mình làm cái A3 mà đúng không? Thì mình dịch chuyển cái này. Theo phương x sang ngang là 5. Đó là 10 đúng không? Theo thằng y lưng lên là 20 đúng không ạ? Chúng ta rõ vào đây trước xong chúng ta mới gửi đây. Thằng này là 10 này, dịch chuyển lên là 20 đúng không ạ? Đã apply, update apply, ok. Update apply, ok. Apply, ok.
ta vào lại phần list bản vẽ này. Đây ta vào phần bản vẽ đây đúng không? Chúng ta vừa update đây đúng không? Đấy. Thì là nó như này đúng không? Nó được này đúng không? Cái này nó đang bị cao hơn đúng không? Bị cao hơn thì chúng ta sẽ vào phần template chúng ta. Không, chúng ta không vào phần này. Mà chúng ta sẽ quay lại phần này. Phần này được chưa? Chúng ta chỉnh cái khung tên này. Đây được chưa? Của cái A3 này. Ta chỉnh chiều cao của nó xuống còn 10 đây, khoảng cách cầu còn 10 đây, được chưa? Này còn 10 đúng không ạ? Update, ok ok, apply ok. Ta lại vào phần bản vẽ này. Vào phần nít bản vẽ này. Chọn này. Nó không ấy đúng không ạ? Nó lại còn bị trừ lên đúng không? Nó bị trừ cao lên. Thì chúng ta phải sửa ngược lại. Ta vào phần property đây. Ta chọn khung tên, chọn label, chọn phần này đúng không ạ? Ta sửa là không. Không đúng không ạ? Apply. Không. Không. Update. Apply được chưa? Update xong apply được chưa? Ok. Apply ok. Chúng ta vào phần bản vẽ lại xem nào. Bị đẩy lên nè. Bị đẩy lên đúng không? Thì chúng ta sửa lại thôi. Được chưa? Vào phần đây. Khung tên này. Được chưa? Ta đây vào phần table này. Tên A3. Được chưa? Gõ này là 0. Được chưa? Apply. Update 0 apply. Được chưa? Update apply ok. Apply ok ok. Thử lại xem nào. Đấy là bị dịch xuống đúng không ạ? Cái này là chúng ta phải dịch xuống mỗi cái là 5. Chúng ta chỉnh làm sao về sau để đưa cái này được chưa? Cái là 5 được chưa? Update apply ok, apply ok này. Chỉnh mở lại bản vẽ này. Được chưa? Ta vào table. Trước khi table chúng ta phải chỉnh các khung tên này, chọn cái này, chọn cái này. Chọn cái này, chọn cái này được chưa? Chọn cái này. Chọn lại cái này. Update apply ok. Apply ok. Thử lại em nào. Kích đúp vào. Bị mỗi cái là 5. Như vậy là nó về 0 rồi nhưng mà chúng ta sẽ phải scan lại cái này nhá. Cho cái khung tên co lại được chưa? Vào phần bản két chúng ta update lại cái này. Chúng ta thử cái khác xem nào. Layout tên A3. A3GA modify. Cái này là như cái lúc đầu đúng không? Ta lưu lại đi. Ta vào phần này. Khung tên. Template. GA.
không đúng không? Update này, vào table này. Chọn cái này này. Chọn cái này đúng không? Cái này là 10. Cái này là 20 đúng không? Update này. Update này. Vào phần này. Đấy, nó đang bị keo lên là bao nhiêu? Và đo lệnh dùng lệnh ép đo này. Đo lên đây này. 15 đúng không? Y là 15. Thì chúng ta sẽ lại tắt đi vào sửa các cái này thôi. Khung tên. Khung tên vào table này, chọn GA. Chọn table này. Click vào đây. Cái này là 5 thôi, được chưa? Apply, ok. Update, apply, ok. Apply, ok. Đấy, chân sát rồi, bên trên dư thôi. Bên trên dư bao nhiêu chúng ta đo, ép đo tiếp. Đúng không? Click vào đây. Click vào đây. 10, dư là 10 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải scan cái khung tên trên bản két này 10 com nó 10 lại là được rồi đúng không ạ?